Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 3. Ngay sau đây sẽ là nội dung chương trình. Huyện ủy Quảng Hòa vừa tổng kết chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Tới dự có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Từ năm 2021 cho tới nay, Huyện ủy Quảng Hòa đã ban hành 86 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Sau khi có chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các chỉ thị, công văn, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước đó, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bầu bổ sung đồng chí Ma Kiên Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Thuận, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Hòa. Chiều ngày 13 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nhật Lệ dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội thẩm nhân dân và hòa giải viên năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh đã tham gia xét xử 412 vụ án hình sự, 28 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, án hành chính, kinh doanh thương mại với 440 lượt tham gia. Đối với các vụ việc phức tạp, hội thẩm đã tăng cường trao đổi với thẩm phán, chủ tọa phiên tòa để làm rõ vấn đề, tình tiết, đưa ra phán quyết đúng pháp luật. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các hội thẩm nhân dân đã tích cực chủ động nghiên cứu hồ sơ, văn bản pháp luật để áp dụng đúng các quy định, đảm bảo các bản án xét xử thấu tình, đạt lý, khách quan, nghiêm minh, không bị oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ án. Đồng thời, còn tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Chú trọng đề xuất tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho hội thẩm nhân dân, hòa giải viên, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2023, có 6 vụ việc dân sự, hành chính hòa giải, đối thoại thành, đạt tỷ lệ 16,7%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao về sự nỗ lực của Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị Đoàn Hội thẩm Nhân dân và Hòa giải viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc cùng Tòa án Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chủ động sắp xếp công việc phù hợp, tích cực nghiên cứu hồ sơ các vụ án, tham gia đầy đủ các phiên tòa với trách nhiệm cao, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, tiến hành các hoạt động tố tụng theo đúng nguyên tắc và quy định, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, hai cá nhân được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho 4 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Ngày 13 tháng 3, đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Văn Tuân, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến giám sát giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 tại huyện Nguyên Bình. Theo báo cáo của huyện Nguyên Bình, năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện nhận được 165 ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã giải quyết 139 ý kiến, đạt 84%. 44 ý kiến còn lại chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở, giao thông,
nâng cấp, hỗ trợ các chương trình, dự án do kinh phí cao, trong khi ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng, sửa chữa, củng cố các công trình cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân. 16 ý kiến kiến nghị cử tri, huyện Nguyên Bình chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có 11 ý kiến đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết. Có 30 đơn thư khiếu nại của công dân được trả lời và giải quyết. Còn một số ý kiến kiến nghị của cử tri về công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Trúc Tây Bắc, nợ tiền lương của 196 lao động với số tiền 2,45 tỷ đồng. Vẫn còn nợ 9,49 tỷ đồng tiền nguyên liệu trúc của 104 hộ dân. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành văn bản đôn đốc công ty khẩn trương thanh toán cho nhân dân theo lộ trình trong năm 2024. Đối với bất cập khó khăn về lò đốt rác thị trấn Tịnh Túc, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục bổ sung, nâng cấp lại một số hạng mục máy móc vận hành để sớm đủ điều kiện cấp phép. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm trả lời kiến nghị cử tri theo lộ trình, phân loại từng nhóm lĩnh vực, cần điều tra làm rõ từ cơ sở, phân tích nghiên cứu với các văn bản luật, dưới luật phù hợp. Đặc biệt đối với những sự việc, vụ việc không nằm trong văn bản luật, cần nghiên cứu giải quyết sát với thực tiễn, đảm bảo tính nghiêm minh, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Giải quyết sớm việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ cho nhân dân yên tâm sản xuất. Khẩn trương đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Trúc Tây Bắc trả nợ dứt điểm các khoản nợ cho người dân. Ngày 13 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục STEM và dạy học theo chủ đề cấp tiểu học. Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo dục STEM là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát triển các phẩm chất năng lực của học sinh. Đây là phương pháp giáo dục theo hướng thích hợp liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Dạy học theo chủ đề là tích hợp những nội dung từ một số đơn vị bài giảng, môn học có liên hệ với nhau, làm thành một nội dung bài học có ý nghĩa, thực tế hơn, giúp học sinh tự tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Hội thảo đã giới thiệu hai tiết học minh họa của bài học STEM với chủ đề Chậu hoa cây cảnh mini và chủ đề Cách mạng mùa thu kết hợp bài 9, 10 lịch sử lớp 5. Qua các tiết học đã khơi gợi cho các em sự hứng thú trong học tập và tích cực tham gia bài học STEM. Các em có cơ hội để bộc lộ và phát triển năng lực và phẩm chất của mình, phát huy năng lực sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn, nâng cao kỹ năng mềm như tư duy phản biện, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp. Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giáo dục STEM. Qua đó thống nhất về quan điểm chỉ đạo, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tạo tiền đề cho năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo. Huyện Hòa An vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2023, giao chỉ tiêu thực hiện và bàn giải pháp thực hiện năm 2024. Trong năm 2023, với sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, huyện Hòa An đã hoàn thành 335 nhà, trong đó 277 nhà làm mới. Tổng kinh phí đã phân bổ là 16 tỷ 536 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 12 tỷ 100 triệu đồng, nguồn vốn xã hội hóa 4 tỷ 726 triệu đồng. Nhiệm vụ năm 2024, huyện Hòa An tiếp tục huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà khoảng 150 nhà, bố trí kinh phí để thực hiện trả nợ đối với 240 căn nhà đã hoàn thành với số tiền 8.096 triệu đồng. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động của các xã, thị trấn trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát. Lấy kết quả tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua, khen thưởng hàng tháng và cuối năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy ý chí tự lực tự cường của các hộ gia đình trong công tác xóa nhà tạm, nhà rột nát. Ngày 13 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An vừa tổ chức gặp mặt các hộ dân tại xóm Bắc Khoang, xã Đức Xuân, tuyên truyền giải phóng mặt bằng, sớm giao đất cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng.
Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi qua địa phận huyện Thạch An có chiều dài khoảng 21,63 km, trong đó đi qua xã Đức Xuân chiều dài tuyến 6,709 km với diện tích thu hồi đất khoảng 29,3 ha, qua địa bàn 4 xóm Tục Ngã, Nà Pá, Bắc Khoang, Nà Tục, có 213 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Trước đó, huyện Thạch An đã kiểm đếm đất đai, tài sản hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng. Qua đó xác định tài sản hoa màu của 37 trên 37 hộ gia đình cá nhân, bao gồm 33 hộ mất đất và 4 hộ có cây cối và hoa màu. 3 hộ thuộc diện phải di dời với tổng diện tích đất thu hồi 4,5 ha. Hiện trên địa bàn xóm có 39 mộ, Hội đồng Giải phóng Mặt bằng huyện đã tạm ứng 479 triệu đồng hỗ trợ các hộ để thực hiện công tác di dời mồ mả. Tại cuộc gặp gỡ tuyên truyền, bà con nhân dân đã bày tỏ sự đồng thuận cao về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị Hội đồng Giải phóng Mặt bằng huyện kiểm đếm chính xác số lượng cây cối, hoa màu, bờ kè cho nhân dân, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 13 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Trong năm 2023, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Bình quân chung của toàn thành phố đạt 17,6 tiêu chí. Đối với tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân thành phố đạt 12 tiêu chí. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp xóm, có 19 trên 23 xóm đạt chuẩn nông thôn mới, 3 trên 23 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, huy động tổng nguồn kinh phí hơn 26,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 18,2 tỷ đồng, số vốn huy động nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố đã phân bổ 700 triệu đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, phân bổ 1,4 tỷ đồng thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh. Từ vốn sự nghiệp 1,05 tỷ đồng, thành phố đã hỗ trợ 113 nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh tại 3 xã, hỗ trợ 11 bể chứa nước hợp vệ sinh, 11 bể cho các gia đình tại xã Chu Trinh, bổ sung 30 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Hưng Đạo và Vĩnh Quang. Nhiệm vụ năm 2024, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan nông thôn và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Rà soát lại từng tiêu chí, phấn đấu đưa xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 12 tháng 3, đoàn công tác huyện ủy Bảo Lạc đến kiểm tra, nắm tình hình các xóm biên giới của xã Khánh Xuân. Đây là những xóm đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất, không có điện lưới, đường giao thông đi lại rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao. Khánh Xuân là xã biên giới có 13 xóm với trên 600 hộ dân, hơn 3.230 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc, Tày, Nùng, Mông, Giao cùng sinh sống. Trong đó có 5 xóm vùng thấp và 8 xóm vùng cao. Riêng tại các xóm vùng cao, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, chủ yếu là núi đá, khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, đường giao thông đi lại rất khó khăn, không có điện lưới quốc gia. Mùa khô, nhân dân các xóm phải đi lấy nước cách nhà từ 3 đến 10 km. Người dân canh tác chủ yếu làm nương rẫy, trồng ngô, chăn nuôi. Chính vì vậy, 100% các hộ dân vùng cao đều là hộ nghèo, cận nghèo. Nhưng người dân nơi biên giới luôn tin tưởng, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình tham gia tự quản đường biên cột mốc, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng xóm làng văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra các mốc 591, 592 trên địa bàn xã Khánh Xuân. Tại đây, đồn biên phòng Xuân Trường đã giới thiệu về vị trí, hướng đường biên giới theo nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, giới thiệu các hiệp định, quy chế quản lý biên giới và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng với các lực lượng ở địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Dịp này, Bí thư huyện ủy Bảo Lạc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các xóm biên giới làm đường bê tông nội thôn, liên xóm. Hỗ trợ 20 téc nước cho các hộ ở xóm Mắc Nẻng, Lũng Rì, Bắc Kéo. Hỗ trợ 4 triệu đồng cho xóm Mắc Nẻng và tổ công tác biên phòng, đồn biên phòng Xuân Trường.
Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cấp đường giao thông vào các xóm biên giới để nhân dân đi lại, trao đổi hàng hóa, tìm các giải pháp nâng cao đời sống cho nhân dân nơi biên giới. Huyện đoàn Bảo Lạc phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức chương trình Tháng Thanh niên, Tháng 3 biên giới năm 2024 với chủ đề Tháng 3 biên giới, biên cương, tổ quốc. Theo đó, huyện đoàn Bảo Lạc đã kêu gọi các đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để có một tháng thanh niên thật sự ấn tượng và ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tích cực vì cuộc sống cộng đồng. Dịp này, đoàn thanh niên cơ quan Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tặng công trình Vì đàn em thân yêu trị giá 20 triệu đồng và công trình thanh niên thắp sáng vùng biên trị giá 30 triệu đồng. Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tặng bản đồ đèn năng lượng, trao 20 chăn ấm, 200 áo mới cho nhân dân xã Cốc Bàng, trao 300 móc khóa đảm bảo an ninh trật tự, mô hình đường cờ tổ quốc và công trình tủ sách thanh niên. Thành đoàn Cao Bằng tặng 50 thùng mì tôm. Sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cốc Bàng đã ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện, triển khai lắp đặt công trình thắp sáng đường biên tại xóm Nà Mìa, phát quan đường biên mốc giới, thực hiện nghi thức chào cột mốc biên cương và tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia tại mốc 552. Qua đó tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Tại xóm Lũng Trang, xã Vĩnh Phong, huyện đoàn Bảo Lâm vừa tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên với sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân địa phương. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên Bảo Lâm xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn viên thanh niên huyện Bảo Lâm tham gia thi công các công trình, phần việc tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên cùng bà con nhân dân xóm Lũng Trang đã tham gia mở mới 300 mét đường giao thông nông thôn tại xóm. Đây là đường mòn gây khó khăn đi lại của người dân. Sau khi được mở rộng, sẽ giúp người dân có thể di chuyển bằng xe máy, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động tháng thanh niên kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc ở địa phương. Từ ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Theo phương án, việc điều tra giữa kỳ nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025. Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cùng với đó, cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý, phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, huyện, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin, phục vụ lập bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin, phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 12 năm 2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các công trình trọng điểm khác, dự án đường tránh thành phố Cao Bằng tiếp tục được chủ đầu tư và nhà thầu gấp rút thi công. Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình hoàn thành khai thác sử dụng vào cuối tháng 6 năm 2024. Đường tránh thành phố được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư 221,8 tỷ đồng. Công trình có chiều dài trên 7 km, đi qua địa phận của 4 phường, Duyệt Trung, Tân Giang, Hòa Trung và Sông Hiến. Đường thuộc dự án nhóm B, thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 miền núi, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, được chia làm 4 gói thầu. Điểm đầu tuyến tại vị trí giao cắt giữa tuyến tránh thành phố và quốc lộ 34B, địa phận phường Duyệt Trung. Điểm cuối nối vào quốc lộ 3 tại km 271+500, nút giao đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Sông Hiến. Sau hơn một năm gấp rút thi công giai đoạn 2, gói thầu xây lắp dự án đạt 60% khối lượng công việc, giải ngân đạt hơn 84,7 tỷ đồng. Cụ thể là cơ bản hoàn thiện hạng mục nền đường toàn tuyến, đúc xong dầm, mố cầu, cấu kiện bê tông, lắp ghép rãnh, phần móng cấp phối đá răm loại 2. Tuy nhiên hiện nay còn 51 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, giao mặt bằng, gây chậm tiến độ cho quá trình thi công công trình. Trong đó, phường Duyệt Trung và phường Tân Giang có 6 hộ, Hòa Trung 42 hộ, Sông Hiến 3 hộ. Chủ đầu tư vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường đến gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân để thống nhất phương án, kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng. Về cái để đạt được một cái tiến độ hoàn thành đúng cái tiêu chuẩn của dự án, thì đơn vị thi công kết hợp với cùng địa phương, thứ nhất là giải phóng công tác mặt bằng, đang quyết liệt để giải phóng bằng để hoàn thành cái khối lượng đúng tiến độ đề ra. Cái thứ hai nữa là về cái huy động thiết bị máy móc, thì trong cái thời gian mà hoạt động thì nhà thầu đã tiến hành là tăng ca làm, giờ làm, tăng máy móc làm sao là đạt được hiệu quả. Đấy. Trong quá trình thi công thì cũng có cái khó khăn là như bãi thải là cũng khó khăn mà mặt bằng cũng chưa được giải quyết hết, nên là thì được sự của cái địa phương và cái sở giao thông thì ban quản lý dự án thì cũng đã giải quyết được tạm thời được cái bãi thải, nhưng mà cũng đang có bởi do là quá trình đi vào cái đường ở trong chỗ ấy thì nó cũng nhỏ, đi qua ra ngoài thì nó cũng nên cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề thi công chậm hơn so với lại thi công trong tuyến. Thứ hai về thiết bị máy móc thì đơn vị thi công sẽ huy động tối đa máy móc để hoàn thành cái khối lượng. Để công trình triển khai theo kế hoạch đề ra, chủ đầu tư tích cực đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị máy móc, tăng ca khi có mặt bằng sạch và điều kiện thời tiết thuận lợi. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc, tạo sự đồng thuận, cùng tháo gỡ khó khăn, sớm nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời tích cực kiểm tra thực tế, đôn đốc về tiến độ và chất lượng công trình. Tập trung cao điểm thi công những đoạn xung yếu, xử lý các vị trí sạt lở, tạo sự ổn định phần ta luy dương. Sở Thông Tải đang quyết liệt chỉ đạo các cái nhà thầu là tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực vào để triển khai thi công nhằm để đáp ứng hoàn thành cái tiến độ theo cái hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên thì cũng về cái mặt bằng thi công cũng là một cái vướng mắc hiện nay. Thì cũng đề nghị về phía chính quyền địa phương cùng phối hợp chặt chẽ với Sở Thông Tải để giải quyết các cái vướng mắc liên quan về mặt bằng để sớm có mặt bằng cho chủ đầu tư để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Cố gắng là đến 30 tháng 6 là sẽ hoàn thành cơ bản một phần nền mặt đường các công trình trên tuyến theo cái kế hoạch đề ra. Khi các cái vị trí về mặt bằng được đáp ứng đầy đủ. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình, từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải tích cực phối hợp giải quyết dứt điểm về đền bù, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện nền đường, lề đường, hành lang giao thông và lắp đặt các hạng mục phụ trợ đi đôi với thực hiện tốt các thủ tục thanh quyết toán, giải ngân vốn trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Dự án tuyến tránh thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện qua trung tâm đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển hạ tầng cơ sở, mở rộng dân cư và kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị, công tác hướng nghiệp phân luồng cho học sinh là hoạt động không thể thiếu ở các bậc phổ thông, giúp học sinh đánh giá đúng năng lực của bản thân. Từ đó có các quyết định đúng trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai, đặc biệt đối với các em lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Phản ánh của phóng viên tại trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng. Theo thống kê, trên toàn tỉnh có 189 trường trung học cơ sở, 30 trường trung học phổ thông, một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cấp huyện. Thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn năm 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Trường Trung học Phổ thông Bế Văn Đàn hiện có tổng 646 học sinh, trong đó học sinh khối 12 là 184 em. Kết quả năm học 2022-2023, tỷ lệ tốt nghiệp là 98,2%, trong đó có 35% học sinh đỗ các trường đại học cao đẳng, số còn lại đăng ký đi học các trường nghề, công nhân. Đứng trước tình trạng nhiều ngành nghề thừa nguồn nhân lực nhưng một số ngành lại khan hiếm, nhà trường đã triển khai công tác hướng nghiệp cho học sinh để khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Nhà trường cũng đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát trên cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt là đối với địa phương, thì sau đó cái hoạt động giáo dục hướng nghiệp cũng được tổ chức thành hoạt động ngoại khóa hoặc là lồng ghép trong cả các tiết học hướng nghiệp để định hướng cho các em và cho các em nhận thức được rằng là hiện nay một số cái ngành nghề mà xã hội đang cần, ví dụ như là theo xu hướng xã hội hiện nay thì các em cũng nhìn nhận được rằng là xã hội đang cần các cái ngành như là công nghệ thông tin hay là truyền thông hoặc là du lịch, các ngành marketing. Trong năm học, nhà trường cũng bố trí các tiết học hướng nghiệp bao gồm 9 chủ đề. Tổng thời lượng 9 tiết một năm học cho cả 3 khối 10, 11, 12. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp được triển khai thông qua công tác tư vấn hướng nghiệp của nhà trường, lồng ghép trong một số môn học, hoạt động giáo dục như môn công nghệ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Ngoài ra, phân luồng học sinh theo từng nhu cầu định hướng cho các em. Điểm đổi mới trong hướng nghiệp những năm gần đây, đó là bên cạnh việc hướng nghiệp các em đi các trường đại học, nhà trường phối hợp với các công ty về nghề nghiệp xuất khẩu lao động để tư vấn cho các em tìm việc làm ổn định sau khi học xong nghề. 2-3 năm học gần đây thì nhà trường thường phối hợp với lại các cái công ty tư vấn về xuất khẩu lao động hoặc là du học hoặc là các cái trường quân sự, ví dụ như là trường sĩ quan lục quân hoặc là bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tư vấn cho các em về tuyển sinh quân sự, rồi tư vấn về du học, xuất khẩu lao động nước ngoài, Nhật Bản hoặc là Đức. Trong năm nay thì nhà trường vẫn đẩy mạnh cái công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là đối với lại chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì có cái hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp ấy, thì trong cái hoạt động giáo dục đó thì nhà trường cũng đã lồng ghép cái việc là định hướng nghề nghiệp cho các em tìm hiểu về các ngành nghề, phát hiện ra cái khả năng của bản thân và định hướng nghề nghiệp theo cái năng lực bản thân như vậy. Việc bố trí các lớp học hướng nghiệp đã thực sự đem lại hiệu quả. Thông qua các tiết học hướng nghiệp dạy nghề, các em được cởi mở định hướng trong tương lai của mình. Từ đó, giáo viên sẽ tư vấn, đưa ra lời khuyên cho các em có những sự lựa chọn phù hợp. Em năm nay có ý định là vào Học viện Ngân hàng. Em thấy cái việc hướng nghiệp của nhà trường nó khá là bổ ích. Nó có thể định hướng cho em được con đường trong tương lai và có thể định ra được bước đi tiếp theo trong tương lai của em. Trong các tiết học như thế thì chúng em cảm thấy rất cởi mở và thoải mái khi được trao đổi với nhau, trao đổi với cô về những định hướng mà chúng em vẫn còn lăn tăn, vẫn chưa biết được, để cô có thể giúp đỡ chúng em, để chúng em có đưa ra sự lựa chọn, giúp mình chọn được một ngôi trường phù hợp với bản thân mình. Qua những tiết học hướng nghiệp cũng như là các buổi ngoại khóa mà nhà trường tổ chức thì em cảm thấy là nó rất là quan trọng, bởi vì đã giúp em định hướng được ngôi trường mà em theo học và nó phù hợp với khả năng học tập của em.
Việc thực hiện chủ trương phân luồng học sinh góp phần thay đổi nhận thức của các cấp ngành, phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế, tránh tình trạng lãng phí thời gian, tiền của do không lựa chọn đúng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, 2 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 20 vụ phá rừng trái phép, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ vi phạm quy định về tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật. Diện tích rừng giảm 4,196 ha do phá rừng, lấn chiếm rừng. Đến nay, đã xử lý vi phạm hành chính 27 vụ, đang điều tra xử lý 3 vụ với tổng số tiền phạt và bán lâm sản bị tịch thu, nộp ngân sách 349 triệu đồng. Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tòa án Nhân dân huyện Nguyên Bình vừa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, bị cáo Bàn Văn Nhất, trú tại xóm Phia Bó, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, đã trộm lấy máy cưa của ông Bàn Văn Thắng tại xóm Thôn Phiêng, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình để sử dụng hàng ngày. Kết luận định giá chiếc máy cưa là 4.250.000 đồng. Hành vi của Bàn Văn Nhất đã cấu thành tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bàn Văn Nhất 15 tháng tù. Vụ thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2023, Công an huyện Nguyên Bình đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Duy, trú tại xã Thể Dục, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khám xét người, thu giữ 0,0925 gram heroin, một điện thoại di động nhãn hiệu Apple, một xe mô tô. Khám xét chỗ ở, thu giữ 3,3226 gram heroin. Duy khai nhận đã mua ma túy một người đàn ông không quen biết với giá 8 triệu đồng tại khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để chia nhỏ bán lấy tiền. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy 8 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.